họ không san sẻ. Khi có người nhận của họ, do vậy này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh bố thí họ sẽ thọ hưởng và ăn trú. Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được các hàng chúng có thể lớn thay thời họ bố thí đối với căn tại đây bố thí vậy có quả thật to lớn cho nhiều các kính lễ người đáng kính từ đặc xã từ bỏ địa vị làm con người làm bố thí được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời tại đấy chúng hoan hỷ. Với mọi điều sở thích họ thọ hưởng như ý, vì không có sang tham được thọ hưởng đầy đủ quả dục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Nhẫn. Dạ bài học đã hết rồi phải không Bố Thanh Á? Dạ, vậy tự nhiên xin xuống mic. Dạ, cảm ơn Uttana. Dạ, bây giờ con kính cùng Đại Đức Nhẫn lên đọc bài. Hồi nãy không có Đại Đức cho nên là tự nhiên. Dạ, cảm ơn sư. Con tiên phong con đọc trước rồi. Dạ, con xin xuống mic. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử và sư tri ân cô thầy duyên. Sư xin đọc kinh ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí, và uế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ. Khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng không có bố thí và uế nhiễm sang tham ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên, quả dị thục lớn thay của san sẻ bố thí, nhiếp phục uế sang tham. Với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí, đối với các thánh nhân tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn cho nhiều các thức ăn. Kính lễ người đáng kính, từ đây xả từ bỏ, địa vị làm con người, các người làm bố thí được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích. Họ thọ hưởng như ý, vì không có sang tham, được thọ hưởng đầy đủ quả dị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bây giờ sư đã đọc xong rồi thì phải.
Sư xin xuống mít và nhường mít để cho Rung ạ. Dạ. Dạ alo. Dạ, cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thăm Mai Giá, dạ Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lễ chị Đại Đức Tăng, kính lễ quý cô tu nữ, miến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu số 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự săn sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí, và ý nhiễm sang thân không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là một miếng cuối cùng của họ, dầu là một miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả thị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng không có bố thí và ế nhiễm sang thâm ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến, nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như Bậc Đại Ấn Sĩ đã nói, tuyên bố lên quả dị thục lớn thay của san sẻ bố thí, nhiếp phục uế sanh thân. Với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí, đối với các thánh nhân tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn kính lễ được đáng kính, từ đáy giả từ bỏ địa vị làm con người, các người làm bố thí được đến một cái cõi trời, họ sẽ đến cõi trời tại đấy hoan hỷ với mọi điều sở thích, họ thọ hưởng như ý vì không có sân tham, được thọ hưởng đầy đủ quả nhị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thành kính cúi đầu ba ngôi tam bảo, con kính lễ ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tệ Nhẫn cùng cô tu nữ Tệ Duyên và các anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả lại. Dạ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không, và uế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú, dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ. Khi có người nhận của họ,
Do vậy các tỳ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng không có bố thí và uế nhiễm, sang tham ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy. Như bậc Đẳng sẽ nói, tuyên bố lên quả dị thục lớn thay của sang bố thí, nhiếp phục với sang tham. Với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí đối với các thánh nhân. Tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đấy xả, từ bỏ địa vị làm con người. Các người làm bố thí được đi đến cõi trời, họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng quan hỷ với mọi điều sở thích. Họ thọ hưởng như ý, vị không có sang thọ hưởng đầy đủ quả dị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được nói, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong và con thành quý sư và quý đạo tràng. Con xin nhường mic cho đạo kế tiếp. Dạ, sa thu lành thầy sĩ tử mẫn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Thà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng, chính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu và con xin được đọc tiểu bộ phẩm số 2. Điều này đã được Thối Thán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm san tham, không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng không có bố thí và uế nhiễm san tham, ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói, tuyên bố lên quả dị thục lớn thay quả san sẻ bố thí, nhiếp phục uế san tham. Với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí, đối với các thánh nhân tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đáy xả, từ bỏ địa vị làm con người. Các người làm bố thí được đi đến cõi trời, họ đi đến cõi trời tại đấy sẽ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Nam mô Phật Thầy Gia Vắt Sa vừa đọc xong. Dạ, kính bạch Tạng Lễ Đại Đức Thượng Tọa Pháp Tân Vừa Quang Âm Đạo Tràng. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Tân, trước thì học bài 26 La Mã, nhưng tuần này Thượng Tọa không có cung nên chúng con đã ôn lại bài 26. Không biết hôm nay Thượng Tọa giảng bài số 27 hay là 28 xin cho con biết. Kính bạch Đại Đức Thượng Tọa Pháp Tân, hôm nay bạch đại đức Thượng Tọa Pháp Tân có chiếc máy không ạ? Học bài 28 à? Dạ, học bài 28, con đi tìm bài kìa. 28
chỉ được thỉnh pháp sư, sau đó sẽ kính ra cùng thỉnh thượng tọa. Ammacaloka thipati sampati katanjari anti varang ayajatha santitha satta pariyakha chatika te setu thammang anukampi mang pachang sattama pering vinayam chakayam sutan japandang apitama jammang akotayanto chatu sakya dandang papotanaye parisaya matye evang sahampati pramma pakavantang ayajatha tunhi pavenatang putto karunyena thivasaya tanha buddhaya padena mikadayang tato kato panchavakaya dayo naye amang paye sitamato tato paputi samputto anuna thamadesanam makavatsani dese sisattanam attasittakang tena sattu ayopante dese tu thamadesanam sapayita parisaya nukampam pikatave phạm thiên vẫn đang ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm mà vườn lộc ca giả ngài rời chân sang thuyết pháp độ các đệ tử có năm tính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lặn dưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Dạ, con xin được đọc bài địa bộ 28 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và nhân loại. Thế Tôn, thế nào là một pháp phá hòa hợp tăng? Này các tỷ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, chú đến chọn cả kiếp, người phá hòa hợp tăng, ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, rơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách, kẻ phá sự hòa hợp của chúng tăng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Không phải là bật cái bài 28 à?
Giờ quý vị có nghe rõ không ạ? Nhà xin cho hỏi có nghe rõ không? Hình như là Huynh Quát Tha Nhãn Ná đó đọc bầm rồi. Cái bài số 28 Ba Mã là bài từ tâm giải thoát đó. Vừa rồi đó thì hôm bữa trước là chúng ta đã học bài 27 rồi. Và chúng tôi nhớ không lầm là đọc bài học bài 27 rồi á. Nhưng mà rồi á, thì vừa rồi thì thứ ba vừa rồi thì không có giảng. Cho nên hôm nay là chúng ta học tiếp là bài số 28 La Mã, bài từ tâm giải thoát đấy. Dạ. 28 La Mã. Dạ, Huynh coi lại đi, Huynh đọc bài đó. Bài từ tâm giải thoát đấy. Này các tỳ kheo phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 của từ tâm giải thoát đấy. Dạ, Huynh xem lại nha. Dạ, kính bạch thượng tọa Pháp Tân, con tìm không thấy ở bài từ tâm giải thoát, tại vì con sáng nay thì con lúc đấy thì con đi bệnh viện để khám, lúc về tới tới nhà, vừa về tới nhà là thấy xích nhiệt huỳnh nói là hôm nay ôn bài này, con không kịp làm gì hết luôn, bạch thượng tọa. Hôm nay con mình nữa đi bệnh viện về về đấy tới nhà là tới giờ vào room rồi, nên nên con để coi bài cũ thì con sẽ ôn cái bài xích Nhật Huỳnh gửi cho con năm tuần vừa rồi, con giữ lại thôi. Bây giờ con bài con tìm mà con không biết luôn, con vừa đi bật viện này nên con đang còn là con đang kính đa cùng tỉnh thỉnh tọa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Sự thật ra thì hôm nay đó là chúng ta học bài số 28 La Mã. Yeah. 28 La Mã. Thứ ba vừa rồi thì chúng tôi bận công việc cho nên là không có giảng được. Mà bữa thứ ba trước nữa thì đã giảng bài 27 rồi. Thì chúng tôi nhớ không nhầm là đã giảng bài 27 La Mã rồi. Thì hôm nay đó là chúng ta lại tiếp tục học bài 28 La Mã. Chúng tôi đọc cái phần chánh kinh đi. Rồi còn thời gian còn lại chúng tôi sẽ giảng. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 của từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng, rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 của ánh sáng mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 của từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như một vào tháng cuối mùa mưa, vào thu trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi ừ.
phá tan mọi tâm tối ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 của từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Dĩ như này các tỳ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời, lên trời không, quét sạch mọi tâm tối trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 của tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Dĩ như này các tỳ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần 16 từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được nói đến: ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiết sử giảm thiểu, nhờ thấy sanh ly diệt, nếu tâm không độc ác giới đối với loài hữu tình, với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện. Với tâm tư từ mẫn đối với tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thầm công đức thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất đầy dẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh như các vị tiên nhân, tổ chức khắp mọi nơi đủ các loại tế đàn, lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quán cọc rượu chiến thắng, lễ chốt cửa dẹp lại, họ không tác thành được mọi phần, một phần thứ 16 với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao. Ai không có giết hại, ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục, với tâm tư từ mẫn với mọi chúng sanh, vì ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đó là nguyên văn của cái bài học hôm nay. Như vậy thì ở đây chỉ có một cái chi pháp duy nhất mà chúng ta gặp. Yeah. Từ ở đây đó, Đức Phật ngài nói là nếu như một người mà tu tập thuần thục và thành tựu từ tâm giải thoát đó, thì nó lớn hơn một phần mười, lớn hơn một phần 16 của những cái phước mà chúng ta tạo ra, mà tạo lên cái đời sống sinh y đời mới, đời sống sinh y. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật có đưa ra nhiều cái ví dụ ở trong cái nội dung của bài kinh này, đưa ra nhiều cái ví dụ. Cái ví dụ từ ở mặt trăng, rồi ánh sáng của mặt trăng là so tan đi, ánh sáng để so sánh đi. Thì ở đây đưa cái pháp so sánh ra, đưa cái pháp so sánh ra để thấy rằng là dù mình có tạo nhiều cái thiện sự phước báo, mà thiện sự phước báo đó mà nếu như là đưa đến sanh y á, tức là đưa đến đời sống tái sanh, dù là cõi trời hay cõi người, thì nó không bằng một phần 16 của tu tập từ tâm giải thoát. Đó là chúng ta hiểu là như vậy đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói về cái ý nghĩa của từ tâm. Như thế nào được gọi là từ tâm? Như thế nào được gọi là từ tâm giải thoát? Xin thưa quý Phật tử, đó là khi mà mình
chúng ta biết rằng một người mà tu tập về tâm từ, tâm từ là một trong bốn phạm trú, từ tu tập phạm trú từ, rồi tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì như chúng ta biết rằng khi mà mình tu tập tâm từ, thường thường là đối với một cái người Phật tử chúng ta, hay hoặc là chúng ta đối diện trước Tam Bảo, chúng ta thường tụng cái bài kinh rải tâm từ: nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, vân vân. Nhưng mà cái đó là cái cách tụng. Nhưng mà cái cách tu tập tâm từ á, là ở đây đó là mình mong cho tất cả chúng sanh, cái loài hữu tình. Bởi vì khi mà mình rải tâm từ á, thì cái đặc biệt là cái xác chết á, là chúng ta không có tu tập tâm từ được. Tu tập tâm từ là những cái chúng sanh nào mà có sự sống, có đời sống, có đời, có sự sống, tức là có cái mạng căn này, có sự sống này, thì chúng ta nên tu tập tâm từ đối với những chúng sinh đó. Nếu mà chúng ta nói là cái trái ngược kẻ thù, mà kẻ thù của tâm từ chính là lòng tham ái, chính là lòng tham ái. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta có nhầm lẫn tâm từ nó là cái tình thương. Mình hiểu trong một cái cách nào đó là tình thương, nhưng mà không khéo thì nó lại là, trong thanh tịnh đạo ngày Bố Thát Cô Xá này cho chúng ta biết rằng là giống như là chúng ta để làm cho cái tâm tham ái của chúng ta sanh khởi lên, tăng trưởng lên. Như thế nào được gọi là tham ái? Tham ái là bất cứ khi chúng ta hướng đến một người nào đó, một chúng sinh nào đó mà với cái tâm ái chấp, với cái tâm nịch ái, thì cái đó là tâm tham ái, chứ không phải là từ tâm. Không phải là từ tâm. Từ tâm á, là không có nịch ái, không có tham chấp, không có tham đắm bất cứ một chúng sinh nào. Mà ở đó chúng ta mong cho tất cả những cái chúng sinh đó, thí dụ như cái người mà tu tập tâm từ á, thì chúng ta thấy rằng cái người đó lúc nào cũng có một cái tâm mát mẻ. Cái tâm mát mẻ. Và khi mà cái tâm mát mẻ như vậy đó thì nó toát lên trên một cái gương mặt của người đó, hay toát lên những cái diện mạo của người đó, thể hiện một cái nét của một cái người có tâm từ, có tâm từ. Ngược lại, nếu chúng ta thấy một cái người nào mà không có tâm từ, mà tâm hung á, cái tâm mà hung hung bạo đó, thì rõ ràng là trong sắc mặt của họ đó nó có hiện lên một cái nét rất là hung dữ, nét rất hung dữ. Cho nên ở đây chúng ta để ý là nếu mà một người mà tu tập tâm từ á, thì nó toát lên một cái vẻ của một cái người được thể hiện cái lòng từ ở trong đó. Còn nếu như một người không có tu tập tâm từ thì nó luôn luôn là có một cái gì đó trong cái nét mặt, trong cái gương mặt, hay là trong cái dáng đi, hay là trong một hình dáng của họ cũng toát lên một cái vẻ của một cái người hung dữ. Với một cái người mà không có với một cái người mà không có cái gì, một cái người mà không có tu tập tâm từ, hay là một người không có kiên giới, thì có nghĩa là cái người đó thiếu tâm từ, thiếu tâm từ. Cái người mà chúng ta thấy rằng là với một cái người tu á, thì Đức Phật ngài khuyên cái người cư sĩ đó, thì trước tiên đó là cái người tu nói chung và người cư sĩ đó, thì cái điều mà chúng ta không có sát sanh, tức là để bảo tồn cái tâm từ của mình, giữ gìn cái tâm từ của mình, giữ gìn cái tâm từ của mình.
để làm sao nuôi dưỡng cái tâm từ của mình nó lớn mạnh lên. Cho nên là ở đây đó là không phải là chỉ có người không. Chúng ta thấy rằng ở bên Thiên Chúa Giáo họ chỉ nói đến cái gì? Nói đến cái lòng bác ái. Bác ái tức là cái lòng thương giữa người với người với nhau. Khác với từ tâm của Phật giáo. Từ tâm của Phật giáo đó là dù là chúng sanh vô hình hay là chúng sanh hữu hình, chúng sanh là nhân loại hay là bất cứ một sinh vật nào mà có sự sống á, thì luôn luôn làm rải tâm từ đến với những chúng sinh đó, chứ nó không có giới hạn ở trong con người. Mà đối với một cái người tu á, thì trước tiên là chúng ta giữ giới là không có sát sanh, tức là không có làm tổn hại bất cứ một chúng sinh nào hết á. Thì đó chính là nuôi dưỡng cái tâm từ của mình. Cái người mà tu tập tâm từ á, thì ngoài cái việc mà thể hiện lên cái đức tính và cái dáng dốc, cái đạo cốt của họ, thì bên cạnh đó thì cái người tu tập tâm từ luôn luôn có những cái người thân hữu, có những cái người bạn thiện hữu, người bạn thiện hữu. Những người bạn thiện hữu này đó là khi mà chúng ta thấy rằng cái người mà có tâm từ thì dễ dàng gần gũi với lại những cái người khác. Người khác họ cũng dễ dàng gần gũi. Và khi mà người khác họ có chúng sanh khác mà có gần gũi với người đó đó thì phải nói rằng họ luôn luôn được sự an vui. Giống như chúng ta mà gần gũi cái bậc thánh á thì chúng ta có được sự an vui. Giống như chúng ta mà gần với những cái người mà luôn luôn tu tập tâm từ á thì chúng ta cảm thấy nó mát mẻ, cũng thấy an ổn, cũng thấy yên tâm, do rằng cái người có tu tập tâm từ. Bây giờ là khi mà mình nói rằng từ tâm á là một trong những cái đề tài, cái bốn phạm trú, tôi tu tập tâm từ tức là mát mẻ với tất cả chúng sanh, vô hận với tất cả chúng sanh, không có làm tổn hại với tất cả chúng sanh, thì đó là một trong những cái đề mục của tâm từ, đề mục của tâm từ. Còn tâm bi tức là không nỡ thấy chúng sanh khác khổ. Ví dụ như mình thấy những chúng sanh khác bị hành hạ, lấy chi thấy chúng sanh khác bị cảnh khổ gì đó thì chúng ta không nỡ thấy những chúng sanh đó khổ, và có thể là bằng cái cách này cách kia giúp cho những chúng sanh đó vượt ra cái cảnh khổ đó. Đó là chúng ta tu tập về tâm bi. Như vậy thì tâm từ mát mẻ với chúng sinh khác, mà tâm bi có nghĩa là không nỡ thấy chúng sinh các khổ, dù là khổ trực tiếp hay là gián tiếp hay là như thế này thế kia. Chúng ta trong cuộc đời này nó có các cái mối quan hệ, nó có các mối quan hệ. Quan hệ từ bạn bè thân hữu, các cái mối quan hệ giữa cha con mẹ con, giữa cháu và ông bà, hay là những người bạn với nhau, hay là những người cùng chung với nhau. Nói chung trong các cái mối quan hệ, nếu chúng ta tu tập được tâm từ thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cái người bạn thiện hữu trí thức, có nhiều thiện hữu trí thức. Và cái người tập tâm từ như vậy đó thì những cái người chung quanh đó, họ luôn luôn gần gũi với cái người tu tập tâm từ đó mà ta có cái sự an vui ở trong cái cuộc sống. Đó là như vậy. Khi mà nói đến tu tập tâm tâm hỷ tức là luôn luôn quan hỷ với những cái chúng sinh khác. Nó trái ngược với lại cái sự ganh tị, nó trái ngược với lại cái tật đố, nó trái ngược với cái tật đố. Chúng ta thấy trong Di Diệu Pháp đó, trong A Tỳ Đàm đó, thì tâm sân, tật, lận và hối, nó đều là những cái trạng thái của tâm sân. Sân, tật, lận, hối. Mình nói lận ở đây, tật ở đây, lận tức là cái sự keo kiệt, bỏng xén.
Nhưng mà tật ở đây đó là cái trái ganh tị, tức là mình không muốn người ta hơn mình mặt nào đó, mình không muốn người ta hơn mình mặt nào, thì cái trạng thái đó là trạng thái của ganh tị. Ví dụ như danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tuổi thọ, sức mạnh, tiền bạc, nhiều thứ. Cái gì mà chúng ta đem ra so sánh mà chúng ta không muốn người khác hơn mình có cái đó, thì đó là trạng thái của tâm ganh tị. Nó trái ngược với lại cái tâm hỷ. Nó trái ngược với cái tâm hỷ. Cho nên là chúng ta thấy giữa tật và lận á, là không muốn mất cái gì mình có và không muốn người khác có những cái gì hơn mình cái gì, thì đó là trạng thái tính chất của tâm của lận, tật và lận. Tật tức là cái trạng thái ganh tị, lận là trạng thái keo kiệt bổn sản, tức là mình không muốn mình mất cái bất cứ một cái thứ gì mình đang có mà mình không muốn mình mất, đó là lận. Còn cái kia đó là không muốn người khác có bất cứ cái gì, thì cái đó là trạng thái tật, là ganh tị. Cho nên tu tập tâm hỷ là một cái trạng thái mát mẻ, cái trạng thái vui vẻ, không có ganh tị, không đố, không có ganh tị. Nên trong kinh Đức Phật ngày ví dụ là cha mẹ thì có bốn cái đức tính là từ bi hỷ xả đối với con. Vì cha mẹ có bốn đức tính đó cho nên Đức Phật ngày ví dụ cha mẹ như vị Phạm Thiên. Bởi vì Phạm Thiên thì có bốn cái đức tính đó, bốn đức tính đó, cho nên là cha mẹ đó là luôn luôn tha thứ con, mát mẻ đối với con, và cha mẹ cũng không thấy con, không muốn thấy con khổ, và cha mẹ vui mừng khi con thành tựu một lĩnh vực nào đó, một khía cạnh nào đó, và khi con có lỗi thì cha mẹ luôn luôn tha thứ cho. Đó là trạng thái của tâm xả, trạng thái của tâm xả. Cho nên là mình, nếu mà mình tu tập tâm xả đó, mình nói trong ở đây chúng tôi đang nói đến cái phương diện trong đời sống tu tập hàng ngày thôi, chứ chưa nói trên phương diện thiền, chưa nói trên phương diện thiền, mà trên phương diện hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì rõ ràng là khi mà tâm xả là một cái trạng thái là không có dính mắc, không có cố chấp bất cứ một cái thứ gì. Khi mà mình câu chấp một cái thứ gì đó, được và mất đó, thì cái tâm của mình thường thường là bị dính trong đó, bị dính trong đó. Cho nên là chúng ta không có nên để cái tâm của mình dính bất cứ một cái thứ gì. Hãy mình dính một cái thứ gì đó, thì rõ ràng là khi mà mình nói mình tu tập để mà mình không còn dính nữa thì nó thật sự là khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta biết xả bỏ đó, thì rõ ràng là chúng ta có được cái sự an lạc rất là lớn ở trong cái đời sống tu của mình. Bây giờ chúng tôi xin nói tiếp về trên phương diện thiền chứng. Vì sao mà ở đây gọi là từ tâm giải thoát? Trong đây có cái từ, thứ nhất là mình tạo bất cứ một cái phước gì mà đưa đến sanh y. Đưa đến sanh y, các vị chú ý nha. Đưa đến sanh y, tức là đưa đến tái sanh á. Đưa đến tái sanh á. Thì rõ ràng là cái đó nó không có phước lớn. Có mớ nó chỉ có bằng 1/16 của tu tập từ tâm giải thoát thôi. Bây giờ chúng tôi xin nói tiếp là chúng ta có 10 cái thiện sự. 10 cái thiện sự. Thường thường đó là chúng ta được nghe các sư chư tăng là nhắc nhở cho chúng ta đó, là ở trong 10 cái thiện sự gọi là Punya Kiriya Quách Thú, thì trong 10 cái thiện sự đó, từ cái việc bố thí trì giới, rồi cung kính phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước,
thính pháp, thiết pháp, tẩy chánh, tri kiến, 10 cái thiện sự đó. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái thiện sự mà bố thí và trì giới đó, thì thường là nó tạo nên cái phước vật. Nó tạo nên cái phước vật. Một người bố thí thì tạo nên cái phước vật. Cái người mà có bố thí cúng dường thì tạo nên cái phước vật. Nó sanh lại làm người thì có đầy đủ phương tiện vật chất. Rồi sanh lại cõi trời thì hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên tọa mạng, thiên danh xưng trội hơn những chúng sinh khác. Thì cái người mà có bố thí đó thì mới có thể là có được cái phước vật. Rồi cái người nhờ trì giới đó mà có được cái phước vật, thấy không? Có được phước vật. Bởi vì mình giữ giới, đời sống mình có kiểm thúc lấy chính mình đó, và mình điều chỉnh cho gia đình của mình đó, thì làm cho tài sản của mình có một cách dễ dàng. Cái thứ hai, tài sản phát sinh có đó là không dễ dàng, không có bị mất đi một cách dễ dàng. Đó chính là nhờ cái gì? Nhờ cái sự trì giới của mình. Ở đây thì chúng tôi chỉ nói thoáng qua thôi, chứ không có đi sâu vào 10 cái chi pháp này, mà chỉ nói thoáng qua thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy phước đức là ở trong đó, trì giới, cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là hồi hướng phước, tùy hỷ phước đó, thì cái đó nó sinh ra cái phước đức. Cái đó nó sinh ra phước đức. Mà cái người có phước đức á, thì ở đây đó các vị thấy rằng là mình được sống trường thọ nè, được tướng hảo đẹp nè, được mọi người ái kính nè. Thì cái người tu tập tâm từ của mình á, cũng là cái người để tạo nên cái phước đức. Tu tập từ tạo nên phước. Trong kinh văn thì có ghi lại như thế này: cái người mà cúng dường tứ phương tăng á, tức là cúng dường vật thực hay là cất xây các tứ phương tăng để cúng dường với chư tăng á, để tác ý là cúng dường đến tập thể tăng chúng nơi ở hoặc là các cái vật thực để mà ăn á, thì cái người đó đó thọ dụng á, thì cái người đó họ sẽ được cái phước vật, phước vật dồi dào. Đệ nhất về phước vật dồi dào á là nhờ mình cất tứ phương tăng. Nhưng mà nếu chúng ta để mà có được cái phước đức á, được thù thắng ở trong cái việc mà phước đức á, thì không có chi bằng cái việc mà chúng ta tu tập từ tâm, tức là bốn phạm trú, đặc biệt là từ tâm. Nếu chúng ta tu tập về từ tâm hay là tu tập về bốn phạm trú, tức là tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ, tu tập về tâm xả, khi chúng ta tu tập về những điều đó đó, chính là tạo nên cái phước đức, thù thắng của cái việc tạo ra cái phước đức. Mà phước đức á, là mình nói trong một cái nghĩa thông thường, tức là được sống trường thọ, được tướng hảo, được mọi người ái kính, được mọi người ái kính. Nhưng mà ở trong 10 cái thiện sự của thì trì giới, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước và tùy hỷ phước, nó cũng là tạo cái phước đức. Nhưng mà nói về thù thắng nhất trong cái việc tạo cái phước đức thì chỉ có tu tập bốn phạm trú. Tu tập bốn phạm trú. Đó là trên phương diện mà mình nói kết quả của cái đời sống tu tập của chúng ta. Cái điều nữa đó là cái người mà trong 10 cái thiện sự Buñyakiri giáo quách thú đó, thì có một cái loại phước nữa, đó là phước trí. Cái loại phước trí. Thì loại phước trí ở đây đó là thính pháp, thiết pháp và tu tiến. Tu tiến cũng là tạo nên tu tiến ở đây chúng ta phải hiểu là chữ Phawana. Chữ Phawana tức là tu tiến cả hai phương diện. Thì ở đây chúng ta cần phải phân biệt ra rõ. Tức là Phawana, tức là Samatha Phawana hoặc Vipassana Phawana. Cái tu tiến về trên phương diện thiền chỉ, thì trong cái chỉ đó nó có 40 đề mục đó, thì trong đó có 4 đề mục phạm trú nữa. Như vậy thì cái việc tu tiến nó cũng vừa tạo cái phước đức và cũng vừa tạo cái phước trí, cũng vừa tạo cái phước trí. Chúng ta chú ý như vậy. Như vậy thì cái người mà tu tập về tu tiến cũng là vừa tạo phước đức mà vừa cái người mà tu tập về tu tiến, tức là Vipassana Phawana đó,
tức là phát triển về tu tiến về thiền quán đó, thì cái đó nó tạo cái phước trí ở trong đời sống. Mà tối thắng nhất trong cái việc tạo phước trí là tu tập bốn phẩm, tu tập về 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 bốn niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Như vậy thì mình nói cái hệ quả, cái kết quả của cái việc tu tập. Nhưng mà cái cải chánh tri kiến ở trong đó, trong 10 cái thiện sự đó, thì có một cái thiện sự gọi là cái việc mà để tạo phước nữa đó, thì có cái cải chánh tri kiến. Cái điều này nó rất quan trọng. Mà cải chánh tri kiến đó, nó tạo ra ba loại phước luôn. Cải chánh tri kiến nào? Là cái tri kiến và cái sự hiểu của mình. Ở bên ngoài người ta gọi là cái từ gọi là quan điểm. Quan điểm. Ở trong Phật giáo mình có thể nói rằng cái tri kiến. Cái tri kiến tức là mình hiểu đúng. Trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh tư duy. Trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh tư duy. Mà cải chánh tri kiến ở đây đó có nghĩa là mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái thay đổi cái quan điểm của mình. Trước đây mình nghĩ sai, hiểu sai, bây giờ mình hiểu đúng, thì cái đó gọi là cải chánh tri kiến. Nhờ cải chánh tri kiến đó mà mình có thể tu tập những cái thiện sự khác nhau. Vì vậy cho nên là cải chánh tri kiến nó có thể tạo ra ba cái loại phước, là phước đức, phước vật và phước trí luôn. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt được những cái điều này. Bây giờ trở lại trên phương diện tu tập thiền đó, thì ở đây đó các vị thấy đó có ở trong chú giải gọi là có 14 cái đề mục để mà chứng nhị thiền, tam thiền và tứ thiền nói trong Di Diệu Pháp. Bởi vì Di Diệu Pháp nói tới ngũ thiền, nhưng mà ở đây đó mình hiểu là giống như là tam thiền vậy đó. Trong kinh Tạng thì gọi là tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á, thì trong đó nó có 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Kasina. 10 đề mục Kasina thì quý vị thấy rằng là đề mục 10 đề mục Kasina ở đây tức là xanh, đỏ, vàng, trắng, ngư công, vân vân, thì tất cả là 10 hoặc là đất, nước, lửa, gió, đất, nước, lửa. Thì những cái đề mục đó là những cái đề mục gọi là Kasina, Kasina. Và Kasina này nó chỉ cho kết quả là chứng nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và ba cái phạm trú đầu nó cũng đưa đến cái tứ thiền. Ba phạm trú đầu. Ba phạm trú đầu và hơi thở nó là đưa đến tứ thiền. Đưa đến tứ thiền. Thì ba phạm trú đầu đó là gì? Ba phạm trú đầu đó là từ, tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ. Còn cái phạm trú mà gọi là xả vô lượng á, thì nó cho chứng ngũ thiền, nằm trong ngũ thiền, trạng thái xả đó, là trạng thái ngũ thiền ở trong Di Diệu Tạng. Cho nên cái người mà tu xả đó, xả từ tâm, xả tâm á, thì chỉ có đạt được cái trạng thái ngũ thiền. Như vậy thì mình nói từ tâm là ba trong ba cái phạm trú đầu thì có thể chứng nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bây giờ á, chúng tôi xin nói lại nữa, đó là như thế nào được gọi là từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát ở đây đó là một cái vị mà chứng quả thánh từ ở cái việc mà chứng thiền của một cái vị đó. Vị đó chứng tam thiền hay là tứ thiền trong Di Diệu Tạng đó. Vì đó chứng tứ thiền, nhờ tu tập tâm từ đó mà chứng tứ thiền. Từ đó đó vị ấy quán chiếu, quán chiếu và vị ấy đoạn tận những cái phiền não. Đoạn tận những cái phiền não. Khi mà đoạn tận những cái phiền não như vậy đó thì vị ấy này, vị này đã hoàn toàn giải thoát. Đoạn tận những phiền não nhờ vừa là tu tập ở trong kinh á thì gọi đó là câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát ở trong kinh gọi là câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát là sao? Câu phần giải thoát đó là một vị vừa là chứng thiền định, thiền chỉ mà vừa là chứng đạo quả, gọi là chê tô quý mưu tí và ban nha quý mưu tí, ban nha quý mưu tí, tức là tâm giải thoát và tuệ, tuệ giải thoát, đạt được hai cái sự giải thoát đó cho nên được gọi là câu phần giải thoát.
Thì cái người mà tu tập về tâm từ đó, do tâm áp chế các cái truyền cái, nhờ tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đó, mà chứng được tứ thiền ở trong di diệu tạng đó. Và từ đó vị ấy quán chiếu và chứng được quả vị A-la-hán giải thoát. Khi mà vị quán chiếu như vậy thì chứng đoạn tận những cái phiền não, đoạn tận những phiền não, cho nên nó đưa đến cái quả vị mà vị đó do quán chiếu thấy được vô thường, khổ, vô ngã ở trong danh và sắc này. Vị ấy đoạn tận được tất cả các cái ngã chấp, đoạn tận tất cả các cái ngã chấp, vị ấy chứng hoàn toàn trong sạch hết tất cả, thanh lọc hết tất cả những phiền não. Cái con đường phạm hạnh của vị này được viên mãn. Con đường phạm hạnh của vị này được viên mãn. Cho nên trong kinh gọi đó là phạm hạnh được viên thành. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì như vậy đó là mình chỉ cho cái việc mà một vị mà đạt được cái từ tâm giải thoát. Bây giờ nè, chúng ta tạo bất cứ một cái thiện sự nào mà chúng ta còn ước nguyện ở trong tương lai. Mặc dù quý vị không ước nguyện hay là ước nguyện, thì cái ước nguyện đó, nó luôn luôn ở trong Phật. Đức Phật có dạy rằng ít chăng nó răng barikasati đó, nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi. Thì cái người mà có cái nguyện vọng để đưa đến giải thoát thì khác. Còn cái người mà có nguyện vọng mà đưa đến sanh y thì nó khác. Sanh y ở đây có nghĩa là chúng ta đã đầu tư trong cái nghiệp của chúng ta. Mà ở chúng ta thấy rằng là trong giáo lý Duyên Khởi đó, thì giáo lý Duyên Khởi thì ở cái phần sanh á, sanh thì gồm có sanh nghiệp, sanh hữu và nghiệp hữu. Sinh hữu và nghiệp hữu. Chữ chữ hữu ở đây bao gồm cả sinh hữu và nghiệp hữu. Sinh hữu tức là chúng ta sanh ở trong bốn chủng loại. Bốn chủng loại tức là sanh bằng trứng, sanh bằng con, sanh bằng sự biến hóa, hay là sanh nơi ẩm thấp. Đó là sinh hữu. Thì chúng ta nhìn lại ở trong tam giới này đó, thì từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, phần lớn là các chúng sanh ở cõi trời đều là quá sanh hết. Còn ở cõi người của chúng ta thì chúng ta thấy vừa thai sanh, vừa thấp sanh, rồi vừa nón sanh, rất là nhiều, phần lớn là như vậy. Như vậy thì cái sinh hữu ở đây đó là cái mà chúng ta sanh ở trong bốn chủng loại đó. Còn nghiệp hữu là chúng ta làm bất cứ một cái thiện sự nào. Cho nên á, chúng ta thấy rằng ở đây đó là trong cái hành á, trong cái chi hành á, hành thì có ba cái loại hành. Nó có ba vô minh duyên cho hành. Thì hành á là nó có ba cái loại hành. Hành tức là gì? Sự tạo tác. Sự tạo tác. Mà sự tạo tác ở đây có nghĩa là đầu tư. Đầu tư. Bao gồm cả ba loại hành: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành á, phi phúc hành ở đây đó là chỉ cho sở hữu tư mà phối hợp ở trong 12 tâm bất thiện của mình. Nói chính xác hơn, cụ thể hơn, tức là 11 tâm bất thiện trừ tâm si phóng dật ra thôi. Còn lại là những 11 tâm bất thiện đó đó, tức là một tâm si hoài nghi, hai tâm sân và tám tâm tham đó. Thì những cái tâm đó đó, nó đưa đến cái quả khổ lại khi chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện. Tức là sở hữu tư này phối hợp với 12 tâm thiện đó, nó tạo nên cái quả mà gọi là phi phúc hành. Cho nên là chúng ta tái sanh trong bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo. Khi chúng ta có hành động bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, thì nó đưa đến cái quả khổ sầu ở trong tương lai. Bây giờ chúng ta nói đến cái phúc hành. Phúc hành ở đây đó tính là sở hữu tư mà phối hợp ở trong 8 tâm đại thiện và 5 tâm thiện sắc giới. Thì chúng ta nhìn lại coi, sở hữu tư đây là nghiệp đó.
Sở hữu tư là nghiệp đó. Cái người tu thiền á, mà đắc thiền cũng là thiện, cũng là nghiệp. Mà nghiệp ở đây là nghiệp thiện, nghiệp đưa đến quả vị dị thục là thiền, chứng thiền. À, thì năm tâm thiện sắc giới và tám tâm đại thiện. Thì tám tâm đại thiện này đó là chúng ta thấy là thiện hợp trí, cho đến là thiện hợp trí hữu trợ, vô trợ, vân vân, cho đến là thiện thọ xả hay là thiện thọ hỷ. Ở đây chúng ta nói đến tám tâm đại đó. Thì tám tâm đại thiện này đó, sở dĩ mà gọi là tám tâm đại thiện đó, là gì đó, là nó tạo ra nhiều quả, làm rất là nhiều nghiệp và cho tái sanh rất là nhiều cõi. Cho tái sanh rất nhiều cõi, cho nên gọi là tám tâm đại thiện là vậy. Bây giờ là chúng ta nhìn lại đó, là một người mà tạo thiện nghiệp ha. Tạo thiện nghiệp, cho nên là chúng ta khi mà tạo thiện nghiệp, chúng ta nhớ là nguyện là nếu mà mình còn tái sinh luân hồi thì tái sinh luân hồi, nhưng mà mình luôn luôn nguyện làm nhân giải thoát trong tương lai. Điều đó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không nguyện làm nhân giải thoát trong tương lai thì hả, chúng ta có phước mà phước của chúng ta hiểu đó là phước hữu lậu đó. Phước hữu lậu, phước mà còn đưa đến tái sanh á, phước mà còn đưa đến tái sanh trời người đó, thì rõ ràng đó là phước hữu lậu. Còn cái phước mà chúng ta nguyện trở thành làm nhân giải thoát trong tương lai, phước đó là gọi là phước vô lậu. Cho nên làm gì, làm nguyện bất cứ thiện sự nào chúng ta làm á, thì chúng ta nên nguyện rằng mong cho chúng ta sớm được giải thoát, sớm được giải thoát. Thì cái điều đó chúng ta nên làm. Bởi vì nếu chúng ta không nguyện á, thì nó không làm nhân được. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nguyện là hãy lên giải thoát ở trong, nguyện cho con được sớm được giải thoát trong tương lai, hoặc cho con được thấy được đạo quả niết bàn, ví dụ vậy. Thì cái điều mà chúng ta nguyện đó, tức là chỉ cho một cái gì, dạ cảm ơn cô Tịnh Như. Chắc hôm nay là nick của chúng tôi nó màu đen rồi sao ấy, quý vị mua nick màu lại cho chúng tôi hết rồi, một năm lạnh hết, cứ như vậy hoài. Dạ tri ân, chúc cô an lành. Bây giờ đó thì khi mà mình nói đến là phi phúc hành và phúc hành rồi đó, có nghĩa là một cái người mà tạo cái thiện nghiệp, bất cứ bố thí, trì giới, tham thiền gì đó mà chúng ta còn tái sanh, còn tái sanh, hay hoặc là chúng ta hướng cái tâm của mình hướng đến cái sự tái sanh để hưởng ở cõi trời như thế này thế nọ đó, thì rõ ràng còn hướng đến sanh đi, hướng đến sanh đi. Nhưng mà rồi đó là chúng cũng luôn luôn nguyện rằng cho làm cái nhân để sớm được giải thoát, đoạn trừ được lậu hoặc phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là điều mà chúng ta cần phải hướng đến, hướng đến. Vì khi một người có nguyện mà làm nhân để giải thoát trong tương lai đó, là cái phước đó gọi là phước vô lậu và không đưa đến sanh đi. Còn hả mà đưa đến sanh đi thì cái việc mà tu tập đó đó, nó không phải là một cái gọi là mục đích cuối cùng ở trong đạo Phật. Mục đích cuối cùng là làm sao chứng đắc niết bàn, sớm được giải thoát. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị rằng mình chưa đoạn được nhân của phiền não, căn gốc của phiền não tham ái vô minh, thì chúng ta còn luân hồi, còn luân hồi. Và chúng ta làm bất cứ một thiện chuyện sự gì thì chúng ta nên nguyện là làm nhân giải thoát ở trong tương lai. Y đăng mê bát cha vô nít ba nát sát, chúng ta nguyện vậy. Hô tích thì chúng ta, khi chúng ta nguyện như vậy đó, thì chúng ta nguyện là do nhân này để làm thấy niết bàn ở trong ngày tương lai, vị lai. Đó là điều mà chúng ta cần phải nguyện. Bây giờ nói đến cái việc nữa, đó là phi phúc hành, bất động hành. Bất động hành đó là sở hữu tư đó mà phối hợp với lại bốn tâm thiện vô sắc. Sở dĩ mà gọi là bất động hành là sao? Bởi vì cái việc mà tu thiền vô sắc á, thì nó cho cái quả để tái sanh ở cõi vô sắc.
mà cõi vô sắc á, thì không có cõi vô sắc á, thì không có sắc, cho nên được gọi là bất động hành. Bất động hành cũng là sở hữu tư phối hợp với bốn tâm thiện vô sắc, tức là thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu và thiện phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng. Như vậy thì ba cái hành này nó đều ra tạo ra cái quả hành duyên cho thức. Thức ở đây có thể nói là thức cái sự tái sanh. Nhưng mà đối một cái người mà tu tập đó thì ở đây gọi là từ tâm giải thoát, có nghĩa là một cái vị mà vừa là tu tập thiền chỉ chứng được tứ thiền, tức là nhờ tu tập về bốn phạm trú đó, đặc biệt là từ tâm, sau đó vị ấy phát triển về thiền quán, tuệ quán sanh khởi lên, vị ấy tận diệt phiền não, cắt đứt phiền não, chứng quả vị A-la-hán giải thoát. Thì khi mà cái tâm mà áp chế các cái triền cái chứng thiền á, mà áp chế cái triền cái vượt ra khỏi sự ràng buộc của triền cái, tức là tham dục cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái đó, thì cái tâm vượt ra khỏi những đó, thì cái đó gọi là chê tô quý một tí, tâm giải thoát. Rồi khi mà trí tuệ, tức là tuệ quán của một vị giả, vị A-la-hán, tuệ quán sanh khởi lên, tức là đạo tuệ đó sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não, tận đực tận diệt những phiền não, thấy niết bàn, lấy niết bàn làm một cái đối tượng để hướng đến đó, thì vị ấy tận diệt những phiền não hoàn toàn, thì tâm vị ấy vượt ra khỏi những ràng buộc của phiền não, thì cái đó được gọi là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát. Như vậy thì từ tâm giải thoát đây ở đây là chỉ cho một mà vừa tu tâm từ chứng đắc được đạo quả A La Hán, vừa tu tập tâm từ chứng đắc được thiền định, và khi đó vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não, sự ràng buộc của triền cái, cho nên là tâm hoàn toàn đạt được cái sự giải thoát. Đó chính là cái sự tự tâm giải thoát. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái việc mà tu tập tâm từ của chúng ta đó, là một cái việc, một cái pháp mà rất là cần thiết ở trong đời sống của mình. Mình có tu tập gì thì tu tập, chúng ta thấy ở trong các cái pháp độ ba la mật thì cũng có là metta parami, tức là từ tâm parami đó. Cho nên cái từ tâm ở đây rất là quan trọng. Còn ở trên phương diện hàng ngày đó, một cái người tu tập luôn luôn trao dồi bốn cái phạm trú này, tức là tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tu tập về tâm hỷ, tu tập về tâm xả. Khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta có được cái sự an lạc, và nhờ cái sự an lạc đó thì cái sự tu tập của chúng ta đó càng ngày càng tiến triển lên thiền, tiến triển lên thiền, và lần lượt đó là một cái sự giải thoát ở trong tương lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, nói rằng bất cứ một cái loại chúng sinh hữu tình nào, mà nếu như chúng ta tạo một cái thiện sự nào mà còn ước hữu, còn mong ước tái sanh trong tương lai, dù là tột cùng của vua chúa, quyền hạn quyền lực ở trong tay, quyền bính ở trong tay, rồi cái đó đó, hay hoặc là những vị thiên sống ở các cái cõi trời đó, thì người ta có những cái phước đó, nhưng mà cái phước đó, đó nó cũng không lớn bằng so ra 1/16 của cái việc mà tu tập đạt được cái từ tâm giải thoát đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập tâm từ tâm giải thoát rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày. Và nhờ cái người đắc thiền, chứng thiền, rồi người nhờ cái vị mà thành tựu được đạo quả giải thoát đó, thì cái đó mới thật sự là cái quả vị cao siêu. Cái vậy gia sư. Cho nên là các vị tăng mà gọi là thánh tăng á, cho nên ta gọi là tăng bảo. Tăng bảo tức là cái ngôi báo, ngôi báo mà để đạt được cái quả vị vô sanh, tức là một trong những cái ngôi báo cao quý nhất, đó là quả vị A La Hán, mà nhờ tu tập được từ tâm giải thoát. Còn ví dụ như là một cái vị phạm thiên á, phạm thiên mà chứng thiền hiệp thế đó, vị đó cũng có từ tâm trong bốn phạm trú, nhưng mà vị đó chưa có để đúng cái nghĩa là từ tâm giải thoát ở trong trên phương diện đạo quả giải thoát được nữa.
Như vậy thì chúng tôi xin chia sẻ với cái ý nghĩa của cái bài học hôm qua đến với một cái chi pháp, đó là tu tập từ tâm giải thoát, tức là nó sẽ là phước báo thù thắng cao rộng hơn là so với 1/16, với là bất cứ một cái phước nào mà cho tái sanh ở một cảnh giới nào, tức là cho sanh y ở trong tương lai. Như vậy thì làm gì làm, tu tập cũng mong hướng đến sự giải thoát. Còn là còn luân hồi thì có nghĩa là còn khổ đau. Còn luân hồi là còn biết bao nhiêu cái hệ lụy và không biết sẽ là trôi dạt đi đâu. Nói cho cùng là mình và nó không biết là chúng ta sẽ trôi dạt đi đâu, tức là sanh đi đâu cũng không biết được, không chắc được. Chúng tôi xin được có cái ý chia sẻ như vậy, xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tu thân tâm mang là quý cô tu nữ phần được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu làm thầy. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ quang lâm tràng pháp đề để thuyết giảng kinh tiểu bộ cho chúng con được học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích sự kính tri ân thượng tọa pháp tân. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng thỉnh xin được cung thỉnh đại đức thiên thần từ bi hôm sau khi Nam mô Phật Thầy Giá, đã con xin được thành kính là cung kính này. Long Quang Tu Sắp Bằng Mangalang Rê Đề Quang Tu Sắp Bằng Bồ Đà Nữ Quang Tu Sắp Bằng Hàm Phật.